Nam mô Trung Thiên Điều Ngữ Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha. Hôm nay ngài chư tăng xuất hạ đem đức lành chú nguyện chúng sanh, chúng con một già chí thành thiết lễ hương hoa cúng trì tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, đem công đức này kỳ nguyện trên đền bốn ân nặng dưới cứu độ ba kính nguyện cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ kỳ nguyện cha mẹ bấy đời qua giáng siêu sanh tịnh độ kỳ nguyện Phật pháp xương minh tăng đồ hưng thành giới hương định hương dư huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương năm thước hương này biến thành đài mây sáng cúng dường mười phương tam bảo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Phật. Chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện xin cúi đầu, thể nguyện quy a chí tâm đành hư không biên pháp giới quá hiện vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trú tam bảo.
chí tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chú điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường nghe lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bên nghe chiên đàn khắp sông pháp mê giới đạo tràng mười phương hiện thành mây bao kiếp tường chưa Phật rõ biết nghe ngọn hương chí thiền pháp mê thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham thầm cao siêu pháp nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện tỏ như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô A Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô A Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô A Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nghe nói kinh Vu Lan Bồ Tát, một thở nọ Thế Tôn an trụ, xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ coi vòng trầm luân. Công dưỡng dù thâm mưng dốc trà, nghĩa sanh thành đạo ca muôn đền. Làm con hiếu hạnh trước tiên bèn dùng quê nhạc dưới trên kim tầm, thấy vong màu xanh làm ngã quỷ. Không muốn ăn tiều tùy hình hài, Mục Liên thấy vậy bị ai biết. Mẹ đôi khác ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dâng từ màu. Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, thấy cơm mẹ rất lo âu. Tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bọn xẻng tiền căn chưa dứt. Sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đàn. Quá thành than lửa nước mà đặng đâu, thấy như vậy âu sầu thế tha. Một Kiền Liên bi cảm xót thương,
Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn. Phật mới bao rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dẫu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thế ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng vang đồn, thâu đến cửu thiên cùng là các bậc thần kỳ. Tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho ngu đặng mãn người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp khu tế ta toan giảng nói cho mọi người, thoát khỏi ác nạn. Bèn kêu mục thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rầm than bại là ngày tự tư, mười phương tăng đều dự lễ này. Phải toan xăm sữa chớ trầy, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải xăm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bao màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bài đời sẽ được siêu thăng. Lại đêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu kiên ách nạn. Vì ngài ấy thánh tăng điều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não trăm về thiền na. Hoặc người đặng buông tòa đạo hòa, công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng am quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lột thông từng phát, và những hàng duyên giác tinh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình, làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm, đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có xâm ra vật thực, nghe đặng cung dường tự thứ tăng thời. Hiện tiền phu mẫu của người, bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hương thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời hoa vàng, sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Người thời từng tu hình dung, hào quang chiêu khắp sáng cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng, phải tuân theo thầy tước sau này. Trước khi thọ thực đàn trai, phải cầu chú nguyện cho người tinh gia.
cầu thức thế mẹ cha tí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vớt đàn tiền hiện dân. Khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài, hòa từ tháp chung chư tăng chú nguyện viên dung. Sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa, pháp khu tế Phật vừa nuôi dứt. Một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng. Một liên cùng ớt khóc thương rầu buồn, một liên mau cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quỷ được tăng. Một liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bào. Bằng chăng thì nạn khổ khó ra, như sao đệ tử xuất gia Vu Lan bổn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể đặng không. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con vùng nổi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương tài tử đại thần, tam công tể tướng ba quan cùng ngàn. Lễ tử giảng dân coi trần, như chỉ muốn đền ơn cha mẹ. Hiện tại cùng thất thế tình thâm, đến rầm than bài mỗi năm. Sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà quan hỷ, phải sắm sanh ba vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh chờ giờ. Tự thư chúng tăng cung dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, chẳng ươm đau cũng chẳng khổ chi cùng cầu. Thở tế đồng thị lìa nơi ngã quý sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thân phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện xung quyên an hào cùng bảy đời. Phụ mẫu siêu sanh ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền, lễ cưu tế chi thành sắp đặt. Ngò cúng dường chư Phật chư tăng, ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, mới phải là thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, môn sanh tư chúng thải đồng hỷ quang. Một liên với bốn ban Phật tử, nguyện một lòng tinh sử phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại yếu một kiền liên Bồ Tát, nam mô đại yếu một kiền liên Bồ Tát, nam mô đại yếu một kiền liên Bồ Tát. Phật nghe nói kinh bao hiếu phụ màu một thân
thanh kỳ thủ viên trung, nghe chư tăng câu hội rất đông. Tính ra đến số hai muôn tám ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát hồi. Tại đây đu mặt thường thường, bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng. Đại chúng Nam Phương tiến hành, đến giữa đường đành rành mắt thấy núi xương khô bò đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tuổi lòng ai ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương vội vàng. Xin Phật dạy thường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cùng kính thầy dường ấy, cứ sao thầy lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong chưa rõ. Nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao khúc hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sinh. Lột thân đời trước thì hài còn đây, ta lễ bái kinh người tiện bối và ngậm ngùi. Vì nhớ kiếp xưa đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét xôi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm. Không còn lộn lão nữ nam chất trồng, Đức A Nan trong lòng tha thiết, nghe biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật chỉ bài, khó lòng trọn lửa gái trai lúc này. Còn xin tiền dễ bề sắp đặt, nghe cách đứng đi ăn mặc phân minh, đến khi gà xác tiêu hình. Xưa ai như nay khó nhìn khó phân, Phật mới bảo A Nan nên biết nghe xương nữ nam phân biệt rõ ràng.
Đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm về nhìn. Ngươi có biết cứ chi đen nhẹ, bởi đàn bà sinh đẻ mà ra. Sanh con bà đâu quyết ra, tâm học bốn đâu sữa hòa nuôi con. Vì cơ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh, bèn cầu Phật thí ân dạy bảo phương pháp nào. Bảo yêu sông thân Thế Tôn bởi giảng ân cần, vì người ta sẽ phân trần lắng nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con 10 tháng cưu mang. Tháng đầu tay đầu tờ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhị dường như xưa đặt, tháng thứ ba như cục huyết ngân, nghe 4 tháng đã tượng ra hình. Năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn điều đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ 8 hoàn toàn tán phu, 9 tháng thì đầy đủ dốc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con yêu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân màu, nó dây dùng đập gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sanh sáng muôn phần an là, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chú đáo mỗi bề. Thứ hai xin đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê 100 phần. Điều thứ ba thăm mân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững trắng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô rau phần con. Thứ sáu xua nước nhai cơm, miệng con nó ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quê, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu còn đi vắng cha phiền mẹ lo.
Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ân cha nghĩa mẹ sanh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mấy mũi cá mười. Không tưởng ưng trong đức dày song thân, chẳng kinh mến quên ơn trại đức. Không xót thương dưỡng dụng cù lao, ấy là bất hiếu mặc giao. Những hạng người ấy đời nào nên thân, mẹ sanh con cụ mang người tham cực khổ nhường. Gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sinh sáng hiểm nguy tri xiết, sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Ví như thọc quyết châu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tâm phải giặt rửa chung, biết rằng dơ dãi mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt ngao ướt chân hoặc khi vàng. Chọc khắp thân ác con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bú nướng sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân, giấu cho cha mẹ cớ bần hoàng chi. Con đau ôm tức thì lo chạy, dầu tốn hao đến mấy cùng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ân này. Và khi lầm lối bị rầy, chẳng tưng thì chớ lại bài ngộ ngang. Hồn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng uy nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi trăng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang trong bán mỗi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lộ mạng tanh quen làm bướng, chẳng kế lời trưởng thưởng dạy răng.
lớn lên theo thói hung hăng, đã không những nhịn lại càng hành hung, bỏ bạn lành theo cùng chúng giữ nết tập quen. Làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ chúng sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân hay lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân linh với đời lập công, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc chớ ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Hay là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô hí mà tôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kê kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ra phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường. Không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hay tin giữ bà con cô ba, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ phải bỏ mình. Làm quỷ dữ hồn, hoặc nghe con trắng lo lường, trà đình tu đêm phố phường ngao du. Cứ mày miết con đường bất chính, chẳng mấy khi thần tinh mộ khang, làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiêu thôn mọi điều, ốm đau đôi rết kêu riêu, con không cấp lượng bỏ liều chẳng thương, phận con gái còn nương cha mẹ. Còn có lòng yêu để thương hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tùng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai dạng viên thăm, lần lần nguôi lãnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục sông thân ân chồng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bộ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thế. Nếu cha mẹ la rầy quá mắng, chớ sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chiếu chẳng phiền chẳng than. Tội bớt kiêu lưỡng bán nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn, tất cả đây chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuân đất lấy cây lấy cùi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thải điều rớm máu ướt đầm cả thân. Nay tổ ngộ biết bao lầm lạ, ruột gan dường như nát như
như tan, tội tình kho nổi than vang, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần cố, xin Thế Tôn mừng cứu bi lân, làm sao bao đáp thâm mừng, tỏ lòng hiểu thần sống thân của mình. Phật bèn dùng phạm thinh sao môn, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu. Chỉ có người ân sâu dốc cha, cộng mẹ cha tất cả hai giai, giáp vòng ngọn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa. Chỉ có người gặp cơn đôi ve, núi sông thần dưng ngớt thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục, tự tay mình khoét thùng sống ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đâu. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra ruột hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất lực chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đàn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục, đuột sắc nông thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp ân sâu chưa đền. Nghe Phật nói thái điều kinh hải, giọt lệ tràn khó nổi cầm ngăn, đồng thanh bạch với Phật rằng: làm sao trả đặng thâm ân sông đường, Phật mới bao các hàng Phật tử, phải lắng nghe ta chỉ sau này, chúng người muốn đáp ân dày. Phải nên biên chép kinh đây lưu truyền, vì cha mẹ trì chiên phúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm chưa. Cùng là tu phước chẳng chừa món chi, rằm than bái là ngày tư tư, mười phương tăng đều dư lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy. Chờ giờ câu ôi đạt bài cúng dân, đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, quắc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sông thân của mình. Phật tử phải cần triên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đính ninh, phải nên dưng giữ thi hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải xa.
trong năm đại tội kể ra, bất thiêu thứ nhất tất là trọng thai. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngủ vô gian cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Tiết Vi, vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân tại thành than. Có lò nấu sắp cho tàn, rốt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một da đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có cho sắc cắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó sông. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chung nó và phòng thịt đau. Móc bằng sắt thương đau gồm dao, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chèm nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát như như tương. Những hình phạt cô phương cải ước, mỗi ngục đều có cách chỉ riêng. Như là xe sắt phân thay, chim mừng mổ bụng trâu cày lưỡi le. Nếu chết được chết liền cho đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chọc chết muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch sống thân. Chúng ngươi đều phải ân cần, thừa hành lời giải phân trần ở trên. Nhất là phải kinh này biên chép, truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, cũng bằng đặng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Tỳ theo phước báo lưu truyền, chư Phật ủng hộ sở nguyện viên dung. Cha mẹ đặng xa miền gốc lạnh, lại hóa sanh về cảnh thiên cung. Nghe lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tư chúng một lòng kính dâng. Lại phát nguyện thà thân này nát, ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài. Dẫu cho lưỡi kéo trâu cày, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Ví như vị trăm ngàn dao mát, khắp thân này bầm nát như tương. Trải trăm ngàn kiếp khôn lượng, chúng con gìn giữ như phương thuốc màu. Đức A Nan âu sầu đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh. Về bề truyền bá chúng sanh, chuyên trì phúng tụng tu hành mãi sao. Phật mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quá thiệt cao xa. Đặt tên bao yếu mẹ cha, cùng là ứng trọng thật là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo, đặng đời sau uy giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành, bốn hàng Phật tử tâm thành vui theo. Cùng một lòng dâng lời Phật giải, và kinh hành tinh chắc vẹn truyền. Đồng nhau tu lại Phật tiền, nhất tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Yếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Yếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Yếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát.
Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, nghe sáng trong ngần trắng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại trắng phân thanh phàm. Vận tâm mấy lần trong sang suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng trọn đủ xưa nay. Công thành qua chứng tỏ bài đích đan, hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn điều không có gì, độ tất cả không tri khổ. Trong thức tâm hiền cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Hãy xa tương cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tướng hành thức phân chia, cùng lại như vậy tông về chân không. Thọ sắc tướng nhớ ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân, chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tính chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân, nghe vốn không nguồn ngâm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhàn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết và sao. Từ đây cũng chẳng có nào không trí, là chỉ có nào đắc trí. Do vô sa đắc ly tất cả, nhân pháp kia điều xá nhị không. Vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rốt ráo chư duyên, niết bàn hòa chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Di Đàng Bát Nhã, Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chơn. Cho hay Bát Nhã là hơn, pháp môn tôi tăng cõi chơn mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh. Nay chú tôi thượng quay linh, nay chú vô đẳng tinh tinh quay thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, tức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như tiếc rằng. Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ha. Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ha. Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà. Đệ tử chúng con vâng lời.
lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy. Gặp mọi vũ lan phạm vũ quy hoàng, đốt hương đảnh lễ mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền. Nội gương đức mục kiền liên, nguyện làm con thảo lòng càng áo nào. Nhớ nghĩa thân sanh, con đến trường thành, mẹ dạy đau khổ ba năm nhũ bộ. Chín tháng cứu mang không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ. Cày có công cha chẳng quản yêu già, sanh nhai làm lũ quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con. Giáo dục vuông tròn đem đường học đạo, đệ tử ân sâu chưa báo hổ phận kém hàng. Giờ này quỳ trước đài sen, chí thành cung kính đạo tràng thanh tịnh. Tăng bảo trang nghiêm hoa thừa tự tư, hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên. Nhủ lòng lân mận hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đồn nhường. Mưa pháp còn tại thế, thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời. Ác đạo xa lìa trong thành Phật quả, ngưỡng trong các đức Như Lai. Khắp cõi hư không từ bi gia hộ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, phục nguyện cửa thiền thượng nghiêm tịnh toàn chúng ai thuần hòa. Phật huệ chiếu sáng người mưa pháp hằng nhuần rồi. Phật tử lòng tin sâu ruộng phước càng tăng trường, chúng sanh sông an lạc vui hưởng cảnh thái bình. Nơi nơi dứt đạo binh, mỗi mỗi điều thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật, từ quý Phật ơi nương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quý Pháp
nhập kinh tạng, trí huệ như hải, từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng, nhược thiên vô ngại. Nam mô Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha. Hôm nay ngài chư tăng xuất hạ, đem đức lành chú nguyện chúng sanh, chúng con một dạ chí thành thiết lễ hương hoa cúng trì tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, đem công đức này kỳ nguyện trên đền bốn ân nặng dưới cứu độ ba kính nguyện cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ kỳ nguyện cha mẹ bấy đời qua giáng siêu sanh tịnh độ kỳ nguyện Phật pháp xương minh tăng đồ hưng thành, giới hương định hương dư huệ hương giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Năm thức hương này biến thành đài mây sáng cúng dường mười phương tam bảo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Phật. Chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ
bàn. Lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện, xin cúi đầu thệ nguyện quy a. Chí tâm đành lễ Nam Mô Tần. Hư không biên pháp giới quá hiện vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trú tam bảo. Chí tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà. Giáo chú điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường nghe lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật. Đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp. Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bên nghe chiên đàn khắp sông
khắp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mây bao kiết tường chư Phật, rõ biết ngọn hương chí thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham thầm cao siêu pháp nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện tỏ như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nghe nói kinh Vu Lan Bồn một thở nọ Thế Tôn an trụ, xa về thành kỳ thủ viên trung
một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ coi vòng trầm luân. Công dường vô thâm mưng dốc trà, nghĩa sanh thành đạo ca mung đền. Làm con hiếu hạnh trước tiên bèn dùng quệ nhạc dưới trên kim tầm, thấy vong màu xanh làm ngã quỷ. Không muốn ăn tiều tùy hình hài, một liên thấy vậy bị ai biết. Mẹ đôi khác ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân từ màu. Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, thấy cơm mẹ rất lo âu. Tay ta che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bọn xẻng tiền căn chưa dứt. Sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đàn. Quá thành than lửa nước mà đặng đâu, thấy như vậy âu sầu thế tha. Một kiền liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường. Bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng, Phật mới bao rõ ràng căn tội. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dẫu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thế ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phường cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho ngu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp khu tế ta toan dạng nói cho mọi người thoát khỏi ác nạn. Bèn kêu mục thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rầm than bại là ngày tư tư, mười phương tăng đều dự lễ này. Phải toan xăm sữa chớ trầy, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải xăm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bao màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bài đời sẽ được siêu thăng. Lại đêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu kiên ách nạn. Vì ngài ấy thánh tăng điều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não trăm về thiền na. Hoặc người đặng buông tòa đạo hòa, công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng am quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lột thông từng phát, và những hàng duyên giác tinh văn. Hoặc chư Bồ Tát
mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh, điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa, người nào có sắm ra vật thật nghe đặng cung dường tự thứ tăng thời. Hiện tiền phu mẫu của người, bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn, tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường, như cha mẹ bảy đời hoa vàng. Sẽ quá sanh về cõi thiên cung, người thời từng tu hình dung, hào quang chiếu khắp sáng cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thầy tước sau này, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tinh gia. Cầu thức thế mẹ cha tí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vớt đàn tiền hiện dân. Khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài, hòa từ tháp chung chư tăng chú nguyện viên dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cụ tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng. Một liên cùng ớt khóc thương rầu buồn, một liên mau cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quỷ được tăng. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bào. Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra, như sao đệ tử xuất gia Vu Lan bổn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể đặng không. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con vùng ngồi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương tài tử đại thần, tam công tể tướng ba quan cùng ngàn. Lễ tử giảng dân cõi trần, như chỉ muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm, đến rầm than bài mỗi năm. Sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật đà quan nghị, phải sắm sanh ba vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh chờ giờ. Tự thư chúng tăng cung dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, chẳng ngương đau cũng chẳng khổ chi cùng cầu. Thở tế đồng thị lìa nơi ngã quý sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân.
Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thân phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện sung quyên an hào cùng bảy đời. Phụ mẫu siêu sanh ngày rằm tháng bái mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền, lễ cưu tế chi thành sắp đặt. Ngò cúng dường chư